Này nó muốn chết. Rồi. Con xin chào cha và cộng đoàn. Con là Phạm Thị Hiền, con là người ngoại đạo. Con là gì? Con là người ngoại đạo. Con bao nhiêu tuổi, ở đâu và con làm gì? Năm nay con 39 tuổi. Con đang ở nhà bán quán. Quán cà phê ạ. Con ở đâu? Con ở Vũng Tàu ạ. Sao mà con không ở Vũng Tàu bán quán cà phê, mở màn hình cho ta quay đá bóng kiếm tiền, mà con chạy đến giáo điểm tin mừng làm gì? Con đến để xin lòng thương xót của Chúa chữa bệnh cho con được nhiều hơn lắm ạ. Rồi, con kể cho mọi người nghe được ơn gì, nói to lên. Con đã mổ thắt vị đĩa đệm năm nay rồi, mà thi thoảng đi lại nhiều công việc của con đi nhiều thì nó cứ đau. Mỗi tháng nó cứ phải 2 triệu tiền thuốc, nhưng từ ngày con biết đến lòng thương xót của Chúa, con đi cầu nguyện lòng thương xót của Chúa, con đã đỡ nhiều, không từ tháng 4 đến giờ con không phải uống một liều thuốc nào nữa. Rồi, kế tiếp. Ơn tiếp là con Dung. Con Dung, làm sao mà con biết đến lòng thương xót Chúa? Con là người, con đạo gì? Con là người đạo Phật ạ. Sao là con một là người Phật tử mà con lại biết đến lòng thương xót Chúa ở đạo Công giáo mà con đến con cầu nguyện để con được ơn? Con đi chợ thì có một người bán thịt, con mua mối thì người ta bảo là em đến Sài Gòn, đến bên quận 7 đi có Cha Long đấy. Thế con bảo Cha Long thì chữa cái gì, con bảo thế kệ, con không bỏ người ta đâu nha. Thế ngày mai người ta lại nói tiếp, thế là bảo cho con mượn cái đà 500 bài giảng của cha về con nghe. Thế là con thấm, thế là ngày mai là con đi xe máy từ nhà con lên tới đây. Đi xe máy từ nhà con là ở đâu? À, Vũng Tàu ạ. Đến đây là ở đâu? À, giám điểm Tin Mừng ạ. Đây là nhà bè chứ không phải quận 7. Quận 7 là còn ngon, còn đây là nhà bè, nó quê mùa lắm con ơi. Quận 7 là toàn là những dinh thự, những biệt thự cao lắm. Người ta cứ đi ngang qua quận 7, ta bảo ô chỗ này giàu quá, chỗ này sang quá. Không có lòng thương xót. Đi vào nữa, thấy càng ngày càng xa, càng ngày càng thấy vắng, càng ngày càng thấy thưa người. Và đến cái chỗ đèo heo hút gió nhất thì đó mới có lòng thương xót Chúa. Mà con chạy từ đó đây bao nhiêu tiếng? Con chạy là 3 tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên này con lên đây 3 tiếng, lần thứ hai con đi bị lạc đường 4 tiếng đồng hồ con mới lên tới đây. Nghe con đi con cứ lẩm bẩm, con xin Chúa là dẫn lối chỉ đường cho con đi được đến giáo điểm Tin Mừng ạ. Con lớn nhất của con được và biết đến lòng thương xót Chúa. Và hàng tuần cứ thứ hai đến thứ sáu là con đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Con đi làm giờ thương xót Chúa từ lúc 3 giờ đến 4 giờ kém là con về. Để con đọc kinh đọc thương xót Chúa, con có thuộc chưa? Con thuộc rồi. Con đọc cho mọi người nghe thử. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu mến Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Nhờ một người giới thiệu 500 bài giảng lòng thương xót Chúa mà con đến được với lòng thương xót Chúa và con được Chúa chữa lành, để cho tặng cho con đây là 365 bài giảng, đây là mới nhất nha. Con biết 365 bài giảng con đã mua, nhưng mà con đã lại tặng lại cho hai người Công giáo đạo gốc ạ. Bây giờ cha cho con, bây giờ con lại đi loan báo Tin Mừng tiếp ạ. Hallelujah! 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 Các bạn trẻ ơi, các bạn nghe vậy các bạn có thấy sướng không? Một đấng sướng nhất là đây, Ngài đang đưa tay, Ngài cười, con thấy không? Một người trẻ như này, ba mấy tuổi mà đi làm nghề là quán cà phê ở Vũng Tàu mà lặn lội 3 tiếng đồng hồ đến giáo điểm Tin Mừng, được Chúa chữa lành, mua hai cái máy tặng cho hai người Công giáo đạo gốc. Bìa được tặng cái máy này, con sẽ tiếp tục con đi loan báo Tin Mừng cho người khác. Và từ thứ hai đến thứ sáu mỗi 3 giờ chiều vẫn con cầu nguyện lòng thương xót của Chúa. Còn những hôm nào mà có lễ trọng con cũng đi nhà thờ luôn ạ. Đấy, các bạn trẻ thấy không? Đâu có phải là bóng đá làm cho người trẻ mê mẩn, mê say, rồi cuồng lên. Không, lòng thương xót Chúa nó còn làm cho người ta còn mê mẩn, mê say, mê đắm đến điên cuồng lên.
mà không phải chỉ có đêm nay, không phải chỉ có bão nổi đêm nay, dù thắng hay thua, thua thì bão nhỏ, còn mà thắng thì là sóng thần chứ không phải là bão đâu. Các bạn mong được sóng thần hay mong bão rồi nó cũng tan, nhưng mà lòng thương xót Chúa thì nó cứ ngầm, cái sóng ngầm nó mới ghê, nó cứ ngầm nó đi loan tả, lan tỏa, lan tỏa. Một người bạn trẻ ngoại đạo mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa như vậy, thưa anh chị em, cho tặng cho con thêm cuốn Con Đường Tín Thác nha. Rồi con đi xe, cho tặng cho con thêm một cái móc khóa xe và một cái chuỗi lòng thương xót Chúa, để mỗi 3 giờ chiều con lần chuỗi lòng thương xót Chúa nha. Và đây là móc khóa xe, Chúa gìn giữ con. Chúa, con cũng mua móc khóa Chúa để con treo vào xe con. Hàng ngày, hàng giờ con đi, mỗi lần con đi đâu xa là con cứ nguyện lòng Chúa thương xót. Con cứ đọc 50 kinh, từ nhà con đi lên, chẳng hạn mà con đi lên đây là con cũng đọc 50 kinh, lòng Chúa thương xót ạ. Cảm ơn con rất nhiều. Các bạn trẻ đã làm được như vậy chưa? Bạn thấy không? Tôi nghe.